Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết, cùng sự phát triển của đất nước, 77 năm qua, Đảng Nhà nước ta luôn đặc biệt quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách để hỗ trợ cụ thể, thiết thực, hiệu quả đối với thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ, những người có công với cách mạng, coi đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, thường xuyên. Chính sách ưu đãi người có công với cách mạng không ngừng được nghiên cứu, được sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện. Và đặc biệt, việc ra mắt Ngân hàng Gen Liệt sĩ chưa xác định được thông tin và thân nhân liệt sĩ nhằm hiện thực hóa mục tiêu đến năm 2030 xác định danh tính hải cốt liệt sĩ bằng phương pháp giám định ADN được khoảng 20.000 mẫu hải cốt liệt sĩ. Phấn đấu xác minh, kết luận 60% mộ liệt sĩ còn thiếu thông tin trong các nghĩa trang liệt sĩ bằng phương pháp thực chứng. Đáp lại niềm mong mỏi rằng tương lai không xa, các liệt sĩ đã nằm xuống, hy sinh vì sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc sẽ được quy tập và xác định được danh tính. Bây giờ chúng ta đến các cái nghĩa trang liệt sĩ, tôi thấy vẫn còn rất nhiều người chưa xác định được danh tính, kể cả các cái nghĩa trang liệt sĩ ở đồi A1 ở Điện Biên vừa qua, thì chúng ta kỷ niệm 70 năm ngày chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, thì vẫn còn nhiều liệt sĩ chưa xác định được danh tính, chưa xác định được thông tin. Vì vậy cho nên là chúng ta phải có cách làm dựa vào khoa học công nghệ hiện nay để chúng ta đẩy mạnh hơn cái công việc này với tất cả cái tấm lòng, với sự trách nhiệm của mình và với cái tình cảm tri ân sâu sắc của thế hệ chúng ta đối với những người đã hy sinh vì Tổ quốc, vì nhân dân. Vì vậy cho nên là chúng tôi cũng rất đau đáu về cái việc này, làm sao để mà làm được trong cái điều kiện tốt nhất có thể, trong cái hoàn cảnh thuận lợi nhất có thể để mà chúng ta làm được cái điều này, thỏa lòng mong ước, mong đợi của thân nhân các gia đình liệt sĩ, cũng như là sự tri ân của thế hệ sau của chúng ta đối với lại những người đi trước, những người đã hy sinh. Thời gian tới, Thủ tướng đề nghị các cấp, các ngành, các địa phương tiếp tục thực hiện thật tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đẩy mạnh hơn nữa công tác chăm sóc thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng. Phát huy mạnh mẽ truyền thống uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây, quán triệt sâu sắc và triển khai thực hiện hiệu quả nghị quyết Đại hội 13 của Đảng, chỉ thị số 14 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người có công với cách mạng, pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng. Tiếp tục rà soát, nghiên cứu, hoàn thiện và thực hiện tốt hơn nữa chính sách, pháp luật đối với người có công, bảo đảm kịp thời, hiệu quả để người có công và gia đình có mức sống từ trung bình khá trở lên trong địa bàn với tinh thần không để người có công nào không được hưởng chính sách ưu đãi của Đảng, Nhà nước ta.